TV Star hân hạnh giới thiệu. Ba của tôi chỉ để lại cho tôi có hơn 5 tỷ thôi hả? Một nửa kia thì để lại cho cô gái có tên là Nam Nương. Tham vọng. Anh nghĩ lấy được trái tim cô ấy trong một ngày hả? Tất nhiên là như vậy. Đố kỵ. Nè, có phải đồ ăn thịt thiên nga sao? Tuy tôi rất là nghèo, nhưng không đến nỗi phải đi giành đàn ông với người khác. Tình yêu bắt đầu từ dối trá sẽ kết thúc ra sao? Đón xem Sự Quyến Rũ Xấu Xa lúc 18 giờ hàng ngày trên TV Star SCTV 11.